Vâng, chư vị cố gắng loan truyền cái phương pháp hộ niệm này ra để cứu người. Tại vì hôm nay do ông có phát hiện ra có một người nhờ khai thị mà hoàn toàn gia đình không biết gì về hộ niệm cả. Xin thưa với chư vị, phải nghiên cứu trước, phải biết trước để kịp thời cứu nhau. Chứ còn không thì đâu có thể nào mà nhờ một cái lời khai thị đơn sơ mà có thể cứu người được. Tất cả chúng ta đều phải làm hết chư vị ơi. Mong cho tất cả chư vị cùng phát tâm ra, phổ biến phương pháp hộ niệm, nghiên cứu phương pháp hộ niệm, để khi trong gia đình mình có người ra đi, mình sẵn sàng ứng trực kịp thời để may ra cứu độ nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật.